Xin chào tất cả anh em đã đến với shop phụ tùng xe Trần Đạt. Thì hôm nay mình đã về tới quê rồi. Thì mình cũng có làm một cái clip này để mà có thể những anh em, nhiều anh em đã biết rồi, mình cũng có làm clip để mà chỉ cho anh em một số cái lưu ý và anh em đi đường xa ha. Thì mình đi về quê bằng xe ga. Đó. Alac. Thì với xe ga anh em thì chúng ta cũng phải lưu ý xe ga và xe số luôn. Thì chúng ta đều lưu ý là đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra xem nhớt. Đầu tiên là kiểm tra nhớt nha anh em. Thì kiểm tra nhớt xem là nhớt có còn đầy đủ không, nhớt có còn tốt không. Nếu mà đã sử dụng lâu rồi thì chúng ta nên thay ha. Đó, chúng ta nên thay. Xe mình đi từ Sài Gòn về này, rất là dơ rồi ha. Đó, quê mình ở Đồng Nai nha anh em. Đó, thì đầu tiên chúng ta phải kiểm tra nhớt. Thứ hai là chúng ta kiểm tra xem cái lốp xe. Đây, lốp. Để xem là đầu tiên là xem cái tình trạng lốp coi nó còn cứng hay mềm. Đầu tiên là xem hơi. Thứ hai là chúng ta xem cái vỏ của chúng ta nó mòn quá chưa. Nếu mà mòn quá rồi thì chúng ta nên thay. Tại vì chúng ta nên thay đi. Vì cái đi xa anh em vào cái mùa Tết này thì chúng ta dễ bị... nếu mà cái bánh xe nó mà mòn quá thì nó dễ gặp cái tình trạng là chúng ta cán phải đinh, gặp đinh tặc đấy. Và những cái lốp mà mới ấy, thì nó giúp chống cái tình trạng nó tốt hơn. Cũng như là cái dịp Tết này, nếu mà anh em chạy cái lốp xe mà nó mỏng quá và chúng ta bơm căng đấy, thì cái tình trạng nổ rất dễ xảy ra nha. Do cái việc mà chạy anh em nó ma sát với cái đường, thì nếu mà anh em bơm xe mà nó hơi non một tí ấy, thì nó mới tạo ra cái ma sát rất là lớn, chạy xe nó cũng rất là nặng. Còn nếu mà chúng ta bơm căng ấy, thì mà cái lốp nó yếu á, xài lâu ngày nó cái lốp nó yếu đi ấy, nó vỏ nó yếu đi thì nó sẽ bị nổ ha, hoặc là dễ bị cán đinh. Đó là những cái lưu ý về lốp xe. Thứ ba là anh em sẽ kiểm tra xem là nếu mà chúng ta có điều kiện một tí ấy, thì chúng ta thay thêm cái đổi một cái chai mà carbon đó anh em. Cái chai mà vệ sinh bình xăng á, vệ sinh buồng đốt á. Đấy, chúng ta đổ cái chai đó vô. Cái chai đó thì của hãng Liquimori anh em. Nó khoảng vài chục ngàn một chai à. Đấy, chúng ta đổ vô thì nó sẽ đỡ bị cái tình trạng là nó làm sạch cái bình xăng của chúng ta. Nó sẽ đỡ đi cái tình trạng bị ngợp xăng hay là chạy nó không được ngọt nha. Rồi. Đó, thì xe mình thì hôm bữa đi đường Sài Gòn thì bị một cái anh chở hàng tông thì bể luôn cái nắp fanbo rồi. Đó, thì lốp mình đang đi là lốp Michelin này em. Lốp này chạy rất là êm nha. Rất là êm. Michelin này. Đó. Thì thứ ba là anh em lưu ý là khi chúng ta đi xa ấy, thì chúng ta cố gắng chúng ta chạy cho nó êm ái nha. Chúng ta đừng có chạy mà kiểu giật ga. Đó, chạy cứ chạy đều tốc độ trung bình thôi. Đó, để tránh cái tình trạng mà anh em chạy á, chúng ta chạy giật ga, thứ nhất là nó rất là hao xăng. Đấy, thứ hai là cái máy của chúng ta nó hoạt động khô động không có ổn định như vậy á, thì rất là dễ bị hư máy nha. Đó, thì lưu ý anh em như vậy và rất là hao xăng luôn. Đi chúng ta đi đường xa, chúng ta cứ chạy một tốc độ ổn định, ví dụ trong thành phố thì chạy đúng cái tốc độ của người ta quy định là dưới 50. Đấy, còn ở ngoài cái ngoại ô ngoại thành á, thì chúng ta chạy với tốc độ thoải mái hơn ha. Đấy, thì đó là những cái lưu ý đơn giản thôi. Còn với một số anh em mà chúng ta đi xe giật xe dọn đấy, chúng ta lưu ý là này thì mình chỉ nói với một số anh em mà chạy xe nó không đúng cái kết cấu thôi nhá. Thì anh em lưu ý chúng ta để trong bóp chúng ta có những cái đồng tiền lẻ như là 100 200. Đấy, để khi mà chúng ta gặp các cán bộ thì chúng ta có tiền ha. Còn anh em đi xe thì cố gắng có đầy đủ xi nhan ha. Đầy đủ xi nhan, đầy đủ đèn pha, đèn cốt để chạy cho nó an toàn. Và đặc biệt là anh em lưu ý là chúng ta đi thì chúng ta cái quãng đường, ví dụ mình đi từ Sài Gòn về Đồng Nai thì mình ở cuối Đồng Nai đó anh em. Thì cái quãng đường đi của mình nó khoảng vào tầm 3 tiếng rưỡi. Đấy, thì nên là mình nghỉ ngay ở giữa ngã ba Dầu Dây. Đấy, mình nghỉ khúc đấy thì mình nghỉ một lần. Đấy, còn ví dụ anh em đi đường xa ấy, và đặc biệt là nó bị kẹt.
nó thì anh em đi đường xa thì chúng ta bị kẹt xe thì máy nó hoạt động rất là nóng ha. Chúng ta cố gắng chúng ta nghỉ nhiều hơn một tí ha, để cho cái xe chúng ta nó hoạt động trơn tru, với nó nóng quá nó có thể dẫn đến hư hỏng ha. Đó thì đó là những cái lưu ý đơn giản thôi. À, còn một số lưu ý khi mà chúng ta lái nữa thì lái thì chúng ta cố gắng chạy đúng làn đường của mình, tại vì dịp Tết thì các cán bộ công an làm việc rất là nghiêm túc, thì chạy nếu mà anh em chạy lấn làn này kia thì sẽ rất dễ gặp tình trạng bị bắt nha. Và lưu ý là anh em khi mà chúng ta chở thêm người á, đặc biệt là chạy hai người á, thì cái người đằng sau anh em chúng ta cố gắng là đừng có để cho họ đeo ba lô hay gì hết, thì những cái ba lô nhẹ thì để đeo thôi, chứ ba lô nặng thì chúng ta cố gắng chúng ta để đằng trước hoặc là cột ra nhanh nha, cột ra đằng sau nha, chứ để người đằng sau họ đi á, thì rất là mệt. Đó thì đó là những cái lưu ý để mà mình có thể chỉ cho anh em, thì mình biết được nhiều thì mình chỉ bao nhiêu ha anh em. Thì những cái lưu ý khi mà anh em đi đường xa chúng ta về quê ăn Tết cho nó an toàn. À, và đặc biệt là xe anh em khi mà chúng ta đi á thì lúc nào cũng phải có gương chiếu hậu nha, như xe mình là cũng có gương chiếu hậu nha, chứ không có gương là chạy rất là nguy hiểm. Đó thì mình có những cái lưu ý như vậy, thì anh em nếu mà chúng ta có những cái gì chúng ta biết thì chúng ta có thể comment ở phía dưới để chúng ta cùng có một cái buổi về nhà đi xa đi về nhà hoặc là đi du lịch nó an toàn. À, và nó dễ dàng.